Việt Nam đang xác minh thông tin nồng độ phóng xạ cao bất thường ở Biển Đông. Việt Nam hiện đang xác minh thông tin nồng độ phóng xạ iodine 129 cao bất thường ở Biển Đông. Thông tin này do các nhà khoa học Philippines công bố. Báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam dẫn thông tin từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết như vừa nêu ngày 17 tháng 12. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khi trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin nồng độ phóng xạ iodine 129 tăng cao bất thường gần các thực thể bị Trung Cộng chiếm đóng trái phép trên Biển Đông, cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam quan tâm đang xác minh thông tin này. Bà Hằng cũng nhấn mạnh rằng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982 quy định rõ các quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ và gìn giữ môi trường biển, cũng như tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển được xác định phù hợp với UNCLOS 1982.